đấu này đều tới từ những lỗi của Sông Chảy. Lại có xô xát ở trên sân. Các thành viên, nhiều thành viên của hai đội đã không thể giữ được sự bình tĩnh. Trận đấu đang trở nên quá nóng. Trận đấu này đều tới từ những lỗi của Sông Chảy. Lại có xô xát ở trên sân. Các thành viên, nhiều thành viên của hai đội đã không thể giữ được sự bình tĩnh. Trận đấu đang trở nên quá nóng. Chút thôi, đó là khi cần thì hãy quay về với chiến lược phòng ngự bên đây. Những điều gì đang xảy ra bên ngoài sân, đó là điều tệ hại, đó là điều mà chúng ta không muốn được chứng kiến ở một ngày hội của thể thao khu vực. Với thể thao, nó còn có cả những điều vượt trên cả câu chuyện thắng thua. Nhưng những nắm đấm đã được đưa ra, chắc chắn sẽ có những án phạt rất nặng cần phải được đưa ra để xử lý. Chút thôi, đó là khi cần thì hãy quay về với chiến lược phòng ngự bên đây. Những điều gì đang xảy ra bên ngoài sân, đó là điều tệ hại, đó là điều mà chúng ta không muốn được chứng kiến ở một ngày hội của thể thao khu vực. Với thể thao, nó còn có cả những điều vượt trên cả câu chuyện thắng thua. Nhưng những nắm đấm đã được đưa ra, chắc chắn sẽ có những án phạt rất nặng cần phải được đưa ra để xử lý.